Truyền thông phòng khám cha từ gửi thư cho không được các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ gửi thư cho không được các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, phòng khám cha từ gửi thư cho không được các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin trân trọng thông báo về trường hợp phục hồi sức khỏe ấn tượng của bệnh nhân Nguyễn Thị Phiến, 57 tuổi, đến từ tỉnh Phú Thọ. Sau hơn 3 tháng hỗ trợ điều trị ung thư phổi, phế quản tại phòng khám, nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên, cũng như sự động viên không ngừng từ gia đình và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, bệnh nhân Nguyễn Thị Phiến đã vượt qua giai đoạn khó khăn và phục hồi sức khỏe đáng kể. Trước khi hỗ trợ điều trị, bà Nguyễn Thị Phiến đã trải qua những tháng ngày khó khăn với tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, thường xuyên cảm giác mệt mỏi, khó thở và thân thể tiêu tụy. Tuy nhiên, sau quá trình hỗ trợ điều trị ung thư và sự hỗ trợ từ cộng đồng, bà đã dần lấy lại sức khỏe, có thể ăn uống, đi lại và sinh hoạt bình thường. Trong một buổi gặp gỡ gần đây, bà Nguyễn Thị Phiến đã xúc động bày tỏ niềm vui mừng và lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Chúa Trời, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và cố linh mục nhà nghiên cứu Cha Vero Nguyễn Văn Tường cùng tất cả các thầy thuốc, nhân viên và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành giúp đỡ bà Nguyễn Thị Phiến vượt qua khung cảnh u ám của cuộc đời. Bà Nguyễn Thị Phiến chia sẻ: "Tôi rất biết ơn vì hôm nay tôi có thể nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp của cuộc sống. Phòng khám cha từ gửi thư cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã đóng góp vào hành trình phục hồi sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Phiến. Sự đồng hành và tình yêu thương của quý vị chính là nguồn động lực mạnh mẽ giúp bệnh nhân chiến thắng với bệnh tật. Phòng khám cha từ gửi thư cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để hỗ trợ và mang lại sức khỏe cho bệnh nhân khác trong cộng đồng. Phòng khám mong được nhận sự quan tâm và ủng hộ từ quý vị. Xin trân trọng." Thưa cô có thể cho biết họ tên gì, đến từ đâu vậy? Vâng, em là Nguyễn Thị Phiến, ở nói đầy đủ là xã Tạ Xã, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Vâng, em đi đầu tiên em phát hiện ra bệnh là em đầu tiên thấy ho, xong là em thấy nó tức ngực, thì em đến bệnh viện Sanh Pôn. Em khám thì người ta bảo em là bị cái gì nhỉ, bị viêm phế quản cấp. Đấy, thế xong là người ta cho em đi chụp, hỏi em là chụp CT hay là chụp các lớp, thì em bảo là cho em chụp các lớp, cho em chụp X quang. Thế xong là chụp X quang về thì lại bảo em là chụp X quang thì là không ổn, thì là lại cho em chụp CT vì bảo là trong phổi em có tổn thương nặng ấy. Thì là em lại xuống em chụp CT các lớp, xong về thì bác sĩ bảo em là chúc mừng chị không có u mà chị cũng không phải là ung thư. Thế cho chị uống thuốc 7 ngày về theo dõi, bảo em là ở lại viện. Thế nhưng mà em bảo thôi em thấy trong người em bình thường mà, thì em bảo thôi cho em về. Em về xong rồi ông uống hết thuốc thì em lại quay lại, thì em uống 7 ngày thì em lại ra thì bảo em là đi chụp X quang lại thì bảo là cái trước với cái sau nó không gọi là không biến chuyển là mấy ấy. Thì là em cho em uống 7 ngày thuốc nữa, thì em uống 7 ngày thuốc nữa thì em thấy nó uống kháng sinh và nó nóng mà nó mệt, thì em không theo nữa mà em không theo ở dưới nữa mà em về trên quê để em theo bệnh viện, em sang bệnh viện chuyên phổi ấy. Thì chuyên phổi thì người ta cho em vào thì người ta hỏi em là thế bây giờ điều trị thì có hai hướng, một hướng là điều trị thuốc bình thường và một hướng là điều trị thuốc tốt, thì chị dùng thuốc nào? Thì em bảo thế bây giờ bệnh mình đang như thế này thì cho em dùng thuốc tốt đi. Thế là người ta kê thuốc cho em ra ngoài em mua, em điều trị 12 ngày. Em không thấy biến chuyển một tí nào thì bác sĩ bảo thế cho em ra viện để cho em về đi trung ương. Thế em bảo là thế bây giờ ở đây tỉnh không chữa được cho em thì cho em xin cái truyền bảo hiểm ấy để em xuống tỉnh em chữa tiếp. Thì bác sĩ bảo em là chị về tự mà đi khám dịch vụ chứ tôi không cho.
Tôi cho chuyển viện, thế em về em xuống đến Hà Nội em khám thì cũng vẫn cứ siêu âm mổ bụng rồi là chụp X-ray quang rồi là xong rồi chụp CT các lớp xong rồi lại bảo là CT các lớp vẫn thấy không rõ thì lại là chụp CT các lớp nhưng mà để là tiêm phản quang. Thế em cũng nhất trí. Thế xong rồi lấy phim về thì xem thì hỏi em là gia đình có ai bị ung thư hoặc là có ai bị khối u không thì em bảo gia đình nhà em chả có ai ung thư mà chả khối u cả. Thế xong bảo em, thế em hỏi bác sĩ bảo thế em bị ung thư già thì bác sĩ bảo là bây giờ tôi cho bà đi làm một cái xét nghiệm nữa. Thế cho em xuống ung biếu thì em bảo ôi xuống ung biếu thì là đúng là ung thư rồi. Thế sau xuống ung biếu thì hẹn làm là hôm ấy là em đi là hôm thứ tư thì hẹn em là thứ năm, thứ sáu thì mới được chụp. Thế em bảo thôi thế em về xong đến thứ hai em mới xuống, thế em xuống thì em chụp xong lại bảo là không lấy được phim ngay thì để đến thứ ba mới lấy được phim ngay. Thì em thứ ba em lấy phim thì bảo em là ung thư. Thế bảo em là bây giờ chị về trên nhà chuyển chuyển bảo hiểm xuống dưới tỉnh này để xuống dưới trung ương để chữa. Thế nhưng mà em bảo là lúc em chữa ở tỉnh thì tỉnh không chữa được thì cho em xin chuyển bảo hiểm để em xuống trung ương em chữa thì tỉnh bảo là không chuyển, bà tự đi. Thế bây giờ em chắc là chả chuyển cho em đâu thì bác sĩ bảo em là thế tôi viết cho bà mấy chữ về trên đấy coi như là bác sĩ viết ý là yêu cầu là phải chuyển bệnh nhân này xuống trung ương để chữa chứ còn không chữa ở trên tỉnh được nữa. Thế xong rồi em về thì em cũng ngẫm nghĩ mãi xong rồi em bảo là em cũng thấy chả ai chữa bệnh ung thư ấy. Thế em nghĩ mà chả ai chữa bệnh ung thư thì em có đi về thì em hỏi người ta thì người ta bảo em mách uống lá đu đủ mới là lá đu đủ mới là củ giấy. Thế em uống được mấy hôm thì là có chị bạn này, chị tên là chị Tụ, chị theo dõi cái clip của cha này là từ ngày cha lên cái clip này là chị theo dõi từ ngày đấy rồi. Nhưng chị bảo là chị bảo bao nhiêu người rồi kể cả anh em rồi cho người thân rồi là bạn bè tất cả ai mà dính ung thư là chị bảo đi hết nhưng mà không ai đi cả. Thế giờ chị bảo với em thì là chị bảo em hôm ấy là em bảo hôm em là hôm thứ ba thì là em mới điện cho con em thì con em bảo là thế thì mẹ nếu mà mẹ nhất trí đi thì để con đặt vé máy bay. Thế bảo là nếu mà mẹ nghĩ là không có bệnh không có thuốc nào chữa được ung thư nhưng mà nếu mà bảo là cha tường chữa được ung thư thì là nếu mà về bên Thiên Chúa chữa thì mẹ sẽ đi vì chỉ có Chúa mới chữa được mẹ thôi. Thì em có bảo với con em thế, thế là thế mẹ nhất trí đi thì con đặt vé máy bay. Thế đặt vé thứ ba đến thứ tư em đi nhưng mà thứ tư thì hệ thống bị treo ấy thì không bay được, đến thứ năm em mới bay được. Đến thứ năm em bay thì vào đây thì là vào đây thì muộn quá rồi ấy thì không kịp để khám nữa. Thì đến thứ sáu thì em khám thì vào đây thì từ hôm em vào đây đến giờ là em thấy và đêm thấy tự tin lắm mà em thấy các thầy thuốc rồi các bác ở đây là nhiệt tình giúp đỡ rồi tư vấn thuốc thang rồi là bảo giữ pháp đồ mà như thế nào em cũng nhất trí theo giữ pháp đồ như thế. Thì như vào đây thì em cũng được hôm nay là một tháng 3 ngày 4 ngày rồi ấy, thì em thấy dễ chịu lắm rồi mà khỏe lắm rồi. Thì hôm được thầy Thanh có bảo là bao giờ được 2 tháng thì bà bảo để đi khám lại thì em đi khám lại thì về thì thầy bảo chỉ số là ổn định rồi nhưng mà đến hôm nào em ra nữa thì em vẫn cứ xin thầy cho em đi khám lại một lần nữa để cho nó yên chí để em về cho được yên chí ấy. Rồi thì bảo thì thầy bảo là thầy nhất trí hôm nào mà sắp về thì thầy sẽ cho đi khám lại một lần nữa. Em nói thật với bác là em đi ở ngoài Hà Nội là em đi hơn một chục bệnh viện rồi. Nhưng mà nói là lương y từ mẫu nhưng mà không từ mẫu một tí nào đâu bạn. Thế nhưng mà em vào đây thì không những mà từ mẫu còn hơn cả từ mẫu nữa. Vâng, thì em thấy là vào đây là yên chí mà thấy yên chí mà các thầy thuốc ở đây là chăm sóc rồi là khuyên bảo giữ pháp đồ rồi là ân cần coi như chỉ bảo là rất tận tình. Mà em thấy là em vào đây là em rất yên chí. Mà yên chí từ ngày vào em vào đây là em yên chí để em giữ đúng pháp đồ cho đến bây giờ em thấy trong người là rất dễ chịu rồi. Vâng, em thì mẹ con em bảo là hôm mà đi khám về được thì con em bảo là thừa may quá rồi. Thế là mẹ cũng được khỏi rồi ấy, cũng bỏ những cái công vất vả ăn uống nó khổ sở ấy. Rồi là ăn uống khổ sở rồi là nội dung là
lúc vào đây là con buồn chán kiểu tiều tụy ấy, con không được ấy, nhưng mà lúc mà được uống thuốc ở đây với các thầy khuyên bảo mới là giữ đúng pháp đồ, xong là từ hôm mà đi về mà khám mà thấy đỡ nhiều khỏi được rồi là em vui lắm, mà em điện cho các con rồi điện cho người nhà, nói với người nhà rồi điện cho cái chị mà mách em vào đây ấy là em đã được khỏi rồi, thì chị cũng bảo là thôi cảm ơn Chúa ấy. Thì em cứ cố gắng đi, xong hôm nào mà thầy cho ra thiện ra em bảo vâng, em phải ở bao giờ mà thầy bảo khỏi rồi được về rồi thì em mới về. Nhưng em cũng bảo với thầy Thanh là con ở từ ngoài Bắc vào đây thì nó xa xôi lắm, nên là con phải thầy xem mà khỏi thật rồi thì con mới về, vì con về là con yên chí, con ở ngoài con về ngoài nó cũng xa xôi lắm, có không thì nó không ấy, mà con lại phải quay vào thì nó xa xôi lắm ấy. Thì thầy bảo bà cứ yên chí là lúc nào mà về sắp về thì lại cho đi khám lại mà. Thì em cũng xin trước hết là em xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, rồi cha Phêrô, rồi các thầy, rồi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã nhiệt tình rồi giúp đỡ em, đồng hành với em trong thời gian em ở đây chữa bệnh. Em không biết nói gì hơn, em chỉ biết cảm ơn đây. Em cũng chúc cho các thầy rồi các cô ở đây coi như là có Chúa ban cho có sức khỏe để phục vụ mọi người, rồi mọi người ở đây, những người mà vào sau em thì cũng cố gắng giữ đúng pháp đồ của thầy, giữ đúng pháp đồ của cha, rồi các lời khuyên của thầy để cũng được ra viện như chúng em ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị. Vâng ạ. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi.
Trước lúc đi cha dặn do bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được nói và làm như chớ lòng bàn tay? Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui? Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Mãi thêm xanh.
xôn xao những niềm vui giữa cuộc đời. Cho trái tim yêu biết yêu hơn, cho trái tim vui sẽ vui hơn, tôi chân Giêsu. Cho trái tim xanh mãi thêm xanh, cho trái tim tươi mãi thêm tươi, tôi chân Giêsu. Cho trái tim xanh mãi thêm xanh, cho trái tim tươi mãi thêm tươi, tôi chân Giêsu. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương, và rẽ phải đi vào khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.